Ông Ba Vlog chào các cháu nhá. Hôm nay ông cháu bọn ông là làm cái món cho mọi người xem nhá. Đố mọi người xem ông Ba Vlog có hai cái con cá gì đây. Giới thiệu là cái bàn khổng lồ của ông Ba này, một cái thùng đựng cá sấu từ Hà Nội gửi lên mà cũng là đây hoành tráng chưa? Rõ ràng mọi người nhá, cá sấu giải thế không? Đấy, các cháu xem sao, ông hôm nay ông làm cái bữa này cải thiện lại đi quay bếp hồng cầm của ông Ba Vlog. Đây nhá, thùng này từ Hà Nội gửi lên cho ông Ba này. Hai con cá sấu nó nằm hoạn trong đấy. Để cháu xem người ta gửi trông như nào nhé. Đấy. À, sau này có cả em Tú này, em Tú ông Ba này. Em Tú, Tú là ông Ba Vlog cuối cùng. À, ông Ba Vlog rồi. Đúng không? Đây là hai con cá sống đâu nhá. Để xem răng. Đây nè, cái răng này nó cắn ra ngoài thì chết. Chết lại răng này cắn phát thì cụ tay. Đập bập, cụ tay thật nhỉ. Nhưng mà con cá sống này ông định chế biến như nào đây? Như hiện nay ông chế biến cái loại này thì theo người ta như nhà hàng người ta chỉ có nướng thôi. Đập ông thử cho bàn tay vào mồm đúng không? Nhưng mà nó thì độ thôi khả năng là bây ông cháu mình đi chế biến nhỉ. Bây giờ ông Ba Vlog đi chế biến nhá. Đây là giờ đây cả đi ra giảm hết rồi. Cái con này mất một chân rồi, mất hai chân luôn kìa. Vì con lại nó cắn đi rồi cũng bị mất hai chân đấy. Con này mất một chân bên này, một chân bên này không, nhưng mà ông theo là chắc chắc chúng nó cái con nó cắn con kia rồi. Con này cũng mất hai chân bên này, chắc là họ cắt bớt đi đúng rồi. Thôi bây giờ ông cháu mình khả năng đi làm thôi nhỉ. Thôi đi làm rồi. Bây giờ ông B đi làm đây nhỉ? Vâng. Các cháu ạ, mọi người để ý ông Ba Vlog nhá. Bây giờ là các cháu mấy thằng Hà Nội nó gửi lên muộn quá. Mà nó gửi lên đá rồi, thôi đá đấm cái gì bây giờ phải làm luôn. Muộn thì muộn, bây giờ là phút đầu chuẩn bị làm mấy ông cho nhanh lên. Giúp ông là cá sấu bây giờ ông cho ra giảm nhá. Mọi người nhìn thấy ông Ba này, làm cho ra giảm này. Đây. Đây. Đây, cháu xem là có ác không? Thế nó có ớt thì mới con cá. Phải có tí rau vào nó thơm. Không mà tí vẫn bọt đấy. Hai cháu tính nhau là gửi về sớm thì làm từ sáng này. Thôi làm nó sớm thì nó làm từ trưa thì vẫn vừa như hơi tối đấy. Nhưng mà thôi, đằng nào cũng phải làm cho. Nghĩa ra là phải bảo nó là để lại cho bộ da để làm cho ông ngoại một cái đôi giày da nhỉ. Thế này cho vào làm gì? Thôi cho vào cũng được, cho nó mát thôi. Thôi, ít thôi. Rồi, cái đấy là chứa để ăn sống. Đúng rồi, đây. Không, để cho sa tế nữa. Đúng rồi, sa tế thì bôi vào ngoài. Sa tế bôi ngoài đúng không? Nhưng mà cho vào bụng thì nó mới ngấm dần ra ăn mới ngon. Không, cho một chai vào trong bụng đi. Cho một chai nhá. Đây, sa tế vào. Vâng, đúng rồi, sa tế đúng không? Thôi, cho một chai vào bụng, còn tí bôi ngoài. Còn tí vào trong. Vâng, con cho cho. Để bóp, ấn mạnh. Còn tí mật ong vào trong nhà, lúc còn chín thì bôi. Đấy. Lấy tay ngoài, đấy. Nói cái này mấy tay không thấy. Cháy này không ngon này. Người ta cháy nào của nào có cả đấy. Con này chưa được ăn bao giờ, chỉ xem trên mạng thôi. Nhưng mà nhìn đẹp mắt nhờ. Đẹp, úi là chấm bảy trăng nó ghê quá. Xem trên mạng răng này nó cắn thì ông. Trên mạng thì người ta làm này. Rồi. Rồi. Bây giờ ta phải xoa đầy hết đi này. Cho mình chín ra đi. Cho mình chín ra. Mình chín nước mắm vào trong nhé. Đâu, ông Tân lắm. Thúc cho ấy. Mày cho mình chín. Hay là mình lo ra ở bên ngoài luôn nhé. Ra ngoài được. Anh nướng rồi mình phải đó. Lau ngoài nữa mà. Thế món cá sấu này. Làm được lần đầu tiên. Pha đây. Úi giời ơi, tắm luôn. Phát xoa. Cái cầm cặn nó này. Cầm. Cái cầm nó không nó cắn người ta đấy, đúng không? Cái cầm. Không cái cầm nữa đâu, nó cầm luôn. Con gì chẳng có cầm. Con này ăn cả thịt người ấy, ăn tốt nhưng hôm nay mình rồi. Là người mình ăn nó. Đúng rồi, mình bạn ăn nó chứ. Con này dài quá sợ không vừa cái bếp hồng cầm không ạ? Tí cho mình phải gặp cái này. Người ta gọi là bếp hoàng cầm ông ạ. Hoàng cầm. Chứ không phải là hồng cầm. Mình đặt tên gọi là hồng cầm nghe nó phí lý tí thôi. Không, nhưng mà hồng cầm tức là bếp là hồng là đúng. Chứ hoàng là không phải. Tao thấy nó nổi lửa đấy, em đã hát bếp hồng cầm mà. Con nổi nó hát mà. Nóng quá này mình mặc áo mình cả trần các bạn thông cảm nhé. Mình nóng quá không được. Cái này nó ngon. Nó chua lắm. Đúng rồi, trơn cái này trơn. Mút cường thì cá sấu. Cho cả lọ vào ấy ông ạ. Cho nó ngọt. Ông đổ cả lọ vào thôi. Ở đây không, ở tư thế này đâu. Nó ngấm ra là nó vừa tắm. Cứ phải thi đều các cạnh. Hấp dẫn ghê nhỉ. Nóng lòng xin vào cổ que cá. Thôi, ấy đi, xin được. Rồi. Được rồi, xin. Quá ngon luôn. Mới cho ba lọ sa tế thôi.
Thôi thế thôi, nhà mẹ bố nó cậy dẻ thế à, nó ớt là cậy. Đâu, xin mõm vào chứ. Này, xin mõm vào. Đúng rồi, xin từ mõm vào. Nào, bây giờ xin là anh Phúc vành mồm trông xiên đấy. Thôi, tao vành mồm trông xiên. Ông ơi, con này chứ, con này chứ. Ui, cái răng nó sắc vãi luôn. Răng nó sắc lắm, cụt tay chơi. Nhưng mà nó tỏi không? Tỏi nhưng mà rồi, cầm vào mạnh quá là. Đây. Đấy, cái đấy chắc là không xiên được qua đuôi đâu, phải xiên được ấy. Ô, phải đánh không. Này thôi, phải đánh như này. Thế buộc thôi nhỉ. Đây phải như này. Nhưng vấn đề là phải gập đuôi. Gập đuôi lại không ạ? Không, cái bếp của mình ngắn quá. Đây. Dây chưa sợ đứt thịt ấy. Đứt không đứt được. Chặt to hơn. Không, cái này không cần. Ô cần, nhưng cần mà chứ. Cái này không cho que thì nó chạy thế nào được? Không, vẫn chạy được, mình buộc chắc là được. Nào, cho người trước. Thích thì tí nữa đóng thêm hai cái que vào. Cái này không biết có xù không? Rồi ra, nó ra. Mình cứ ấy vào. À, được. Khâu ấy, kiểu như khâu quần áo ấy. Sâu vào. Xong rồi lúc sau hãng bẹn vào. Cứ không dài vào. Không, cũng là phải thơ gì chứ mà tí cầm đũa ra này. Để đóng, thật. Hôm nay ba vlog là chơi hai con cá sấu khổng lồ nhưng mà mỗi tội là thôi lướng một con thôi. Đấy mẹ cái đinh 10 cho vào nhãn chắc đeo cháy được. Đinh 10 cái đinh 10 cho đây này. Đinh 10 không? Ừ. Tí nữa. Cái đũa cũng được mà, mình đóng đũa vào được. Bóng rồi. Bà cầm đôi mấy đũa cũ đây, bà tên. Mấy đũa cũ cơ. Đừng lấy đũa cũ đây, cái đũa mới vừa rồi nó bé này đấy. Thôi đừng lấy đũa mới, không ông tiếc bà nhá. Ồ không, không phải. Đũa mới mua thì sao, mềm quạt mềm dẻo quá lắm. Đúng rồi, ông đọc. Tự vót nhìn trông như cái chọc ống lươn đi. Ồ, tao vót mà xem ai đấy, nó mới chắc. Mà trai ơi, khổ khổ người đến xin, cười mãi rồi mày. Ủa, xin mà tận đây rồi thì nó mới cứng. Phải ạ, sâu quá. Sẵn này sẵn nó béo ra, chưa được. Không. Đấy. Cháu mà khâu thì cháu trước là cháu làm may mà. Ừ. Công làm may công ty Tiên Di hả? Ừ. May chuyên gia. Cầm cửa mà khâu thì giới thiệu với mọi người đây bếp. Chính là vợ của ba vlog. À, ai bếp nào? Đây chính là bà tình vlog. Bếp là nào? À đây nó lắm rồi. Thanh niên này có hình xăm gì đây? Cá chép hóa dòng cơ. Ấm dưa. Cá đây là cá chép hóa dưa. Gá nói phải không xăm. Ở đây còn một con nữa này, bên này đâu ạ? À? Đây, để đây. Con nữa để mai ông lướng cho bà ăn. Thôi, mai tập trung vào đây mà. Hay là con cá đấy mai ông thiết kế món khác. Ông có biết làm món gì khác không? Khá tốt chứ, cá sống người ta phải học tập. Con này là mình nướng rồi. Nhưng mà đúng là chắc là ông chưa được ăn con này đúng không? Đúng không? Chưa. Đúng là chưa được ăn thật. Cháu còn chưa được ăn luôn đấy. Cái con cháu con kia nhìn nó chảy rất dãi, đùa chứ. Cháu mẹ nó mày cứ tả như chưa bữa ăn được khiến thịt. Ăn chán rồi. Đẹp chứ nhỉ. Như con hổ ấy. Thì quá về xong. Hôm nay tổ bóng ba cá sấu không vào thế là đi uống bia. Phúc đâu rồi? Đây là chương trình ông đạo diễn cá sấu của ông xong nha, ra giảm xong rồi. Bây giờ trời tối rồi, tôi Phúc đâu? Khênh ra bếp Hoàng Cầm ông ấy nào. Nào khênh cái con quái vật khổng lồ vật vã của ông ba là. Đúng rồi, khổng lồ của ông đây. Bàn khổng lồ của ông đã to như thế này. Mẹ cả cái xóm đoàn nào có ai có cái bàn to thế này không? Cái bàn này là ông làm mất bao nhiêu tiền đấy ông nhỉ? Ừ. Nó đấy ông đặt quá đấy. Nó thấy mình làm ở nhà nó đó. Hôm nay cái quả hoàng cầm của ông này là chắc nhanh chín đấy. Ơ, chào chào chào. Ơi, đưa đầu sang nhá. Anh ơi mà lửa từ từ, lửa đang cháy to, phải bình tĩnh. Cho dập tắt lửa bớt đi. Đập, không đập. Mới đầu đâu không sợ. Thế thì đút qua đấy, đút qua đấy. Đập. Ông để qua nào. Ông để qua. Để tao đỡ nhá. Ông sang kia đỡ đúng rồi. Không lóng nhanh, không lóng ông cầm vào bỏng tay. Đấy, thế là quay thôi. Không để lùi ra đấy, lùi ra thì chặt đây nó quay cả đây vừa này, thế nó chạm cái mồm vào đấy thôi. Đấy, thôi được rồi, cái không chạm cái à, thế để con phát cái kia đi một tí, con lấy con này này đặt vào cái này đi tí. Ôi cháy chỗ nhìn cháy rồi. Không cháy nào nữa. Cái đây không cháy à, ông chặt thôi rồi cái đây rồi. Đấy. Anh ơi, anh cố gắng sượt đoạn này cho thành một cái khe đi, để vào nó cố định một chỗ đi. Đây, cho thành một cái khe đấy.
không đấy, đúng rồi, rồi thì nó mới cố định, nó mới bị trượt rồi. Đẹp rồi, được chưa? Làm nè, thằng vĩ giữa. Rồi, ok, được rồi. Nóng ấy. Rồi. Được chưa? Được rồi. Đẹp rồi. Úi giời, rồi. Không biết không ạ? Được chưa? Rồi. Sắp tối không ạ? Quay nào, anh Phúc thử ra quay cho ông ngoại nào. Đấy, ông cháu mình quay con này là đến tối luôn. Ôi mày làm à? Làm bữa tối, làm bữa tối rồi ông ạ. Tại nó mang gửi về người ta mang một bữa, ông mà là chúng tôi. Tao rửa tay cái đấy nhá. Vâng, ông cứ về nghỉ đi, bọn cháu quay cho. Tao Phúc quay ông, tí ông về rửa tay cái ông ớt cay hết ở tay ông này. Vâng, và tí ông xin ông ta. Úi giời, em nghĩ cho vào nó đã gần chín rồi. Ôi nhanh cái này cũng nhanh rồi. Ôi, nó Phúc ấy quá, Phúc quá rồi, dài quá. À, tình hình là ấy anh Phúc ạ, mật ong. Ừ, mật ong và mỡ. Có mật ong nhưng mà cho một tí chín cho chứ. Không, mình phải vừa ấy vừa quét luôn. À, đây đây. À, mỡ mới cả mật ong ông ạ. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi. Chắc là cũng gần chín rồi đấy ông nhỉ? À, cũng chuẩn bị rồi, cứ mà chạm ra cho anh. Tôi cho xem à. Úi dồi ôi. Đấy, hơi cao. Không, thế này là một tầm đấy ông ạ, cháu thấy nó gần chín rồi đây này. Vẻ là rất là trời, ông ơi. Nhăn nhăn nó mỡ rồi. Ủa thật, ông ánh lắm. Ông ánh. Ông thấy nó ông ánh đúng không? Vì nó ở biển cho nó ăn nhiều thứ lắm. Ôi giời ơi, cháu xoay đèn flash vào, mỡ nó chẹt vào nó mới thành thế đấy ông ạ. Trời, nó gần tối rồi nên là phải bật đèn flash đi ông ạ. Con cá sấu này nó gửi về muộn quá. Không muộn thật. Mấy gần tối nó mới gửi về. Định mai quay nhưng mà cứ nghĩ là nó lâu tối. Thực tế là cái quả hoàng cầm này thì rất là chất luôn, nhìn trông như cái núi lửa ấy nhỉ. Bây giờ khả năng à đây là... đây đúng là khả năng Phúc cho mỡ cho ông ấy. Phải gọi là cái món này là món là đó chính là núi lửa núi lửa lướng dòng. Con cá sấu này rẻ lắm ấy. À, thanh niên đang phát trực tiếp. Úi giời ơi. iPhone X đấy. Anh Việt Mark luôn. Không phải xem tao. Cái máy này nó che hết cái người xem rất là mới xinh. À đây người xem luôn. Cá sấu nha anh nhá. Không phải khả năng là lại phải cho đấy ông nhỉ. Anh em mình làm con cá sấu này uống rượu anh ạ. À đây. Dạ. Quay mỡ vào. Mỡ à? Anh Phúc quét mỡ đi anh Phúc ơi. Đây là mật ong hả? Ừ, cả mật ong với mỡ cười đi, quét dần vào thôi. Mật ong với mỡ. Cho vào nhau nhỉ? Chỗ này rồi. Ôi mẹ, bố mật ong cho vào nhiều đấy. Mỡ ta tốt nhất là mật ong tôi nhiều. Hôm nào ông đóng mình phải mua cái thủi cắt sơn ấy. Không như coi cái này quá thành như ạ. Thì cứ nghĩ là nó không tối đâu nhưng mà tối thật. Xem à, từ góc trên này mà. Thì cũng phải là có vẻ là đẹp hơn tối đấy. Tối thì nó thành vào mỡ luôn ông ơi không? Thì ông trong nhãn cơm là hợp lý à, đúng không? Đúng rồi. Đúng. Hợp lý là chẳng qua là chẳng sớm nhưng ngon. Chẳng qua ông cháu mình quay video như này người ta xem nó mới tối. Tối rồi ạ. Quay nào. À, anh Phúc thử ra quay cho ông ngoại nào. Đấy, ông cháu mình quay con này là đến tối luôn. Ôi mày làm à? Làm bữa tối luôn. Làm bữa tối luôn ông ạ. Tại nó mang gửi về người ta mang một bữa, cũng là chúng tôi. Tao rửa tay cái đấy nhá. Vâng, ông cứ về nghỉ đi, bọn cháu quay cho. À, tao Phúc quay ông, tí ông về rửa tay cái ông ớt cay hết ở tay ông này. Vâng, ông tí ông kia ông ta. Úi giời, em nghĩ cho vào nó đã gần chín rồi. Ôi, nhanh cái này cũng nhanh rồi. Ôi, Phúc ấy quá, Phúc quá rồi, dài quá. À, tình hình là ấy anh Phúc ạ, mật ong. Mật ong và mỡ. Có mật ong nhưng mà cho một tí chín cho chứ. Không, mình phải vừa ấy vừa quét luôn. À, đây đây. À, mỡ mới cả mật ong ông ạ. Rồi bây giờ chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi. Trong bếp hoàng cầm của ông bây giờ ông cho ra được rồi. Mà trời đã tối lắm rồi đấy. Cái cá cháu nhìn thấy ông chưa? Nằm có tháo vắt nhanh nhẹn không nào? Ôi ngon nhỉ ông nhỉ? Hôm nay tại thằng cháu nó từ Hà Nội nó gửi lên lâu quá. Để cho thử xem. Thử xem đây. Ui giời, ai à? Xem cho ăn có phê không nhá? Liệu có phê không? Ừ. Ông siêu cay siêu vẹo ạ. Ờ đúng rồi. Khả năng là theo kéo đấy đấy đấy. Ờ anh ơi. Tình hình là bày ra thôi nhỉ? Ờ đây bày ra. Đây ông bày cho ông bày cháu cầm nhau. Ờ. Nóng thế. À. Bắt tìm con cái chấm con đẩy này. Bà vào trong nhà nào. À kéo bàn nhau ạ. Được kê kê bàn trong nhà ấy. À, cái công thức ông làm kiểu này nó siêu cay không ạ? Đây, cái con này nó vừa mới vừa. Siêu cay không cần biết vừa hay là không mà cứ cho vào. Nhá.
siêu vẹo. Siêu cay ấy, thì còn tốt, siêu vẹo thì ông sẵn ngã, phải không? Nhưng mà ngầm lại là làm cái món này là khổng lồ đấy nhá. Vâng. Bếp của Hoàng Cầm của ông Co đại thoát, phải không? Đó, nhưng mà bây giờ cá đã vừa tầm đến mùa mang rồi đấy. Vâng. Thì tí ông cháu mình còn nhấm nhăn một tí. Thôi, bây giờ khả năng ông cháu mình bày ra mâm luôn nhỉ? Bây giờ bắt đầu phụ đầu giúp tay ông tay nào. Thôi bây giờ ông cứ chậu mọi người nhá. Bây giờ công việc cái đoạn là đoạn chỉ có mấy ông cháu tập trung chuẩn bị đi vào ăn đi các cháu. Bây giờ trời đã tối rồi các cháu nhá. Đây cá sấu khổng lồ đây. Đấy. Khả năng là ông cháu mình vào chén rồi nhỉ? Ờ. Alo Tuấn đâu, anh Phúc đâu, bà ngoại. Dài quá, nhưng mà nó phải ngắt đuôi rồi. Thôi bây giờ ăn dài quá. Thôi xé ra ăn được mà. Bò. Món này cho lại không ăn được, mới đau như này. Cái này lối vào đây. Ờ, phải ăn mà nó mới bổ chứ. Lần đây. Bây giờ tầm này chuẩn bị ăn nhá, bà nít của ông Ba Phi Lấp. Bây giờ ông này là tạm dừng nhá. Thế mới đúng kiểu tối tối. Mọi người thử ăn cho Tú xem, mà Tú không ăn được món này mới đau nhá. Ông dùng nữa, ông buông tay. Hôm nay bác cầm tôi cái ship này phải muộn quá. Mày mới lại cứ nghĩ là cái mùa anh phụ ấy, anh bẻ cho ngoại em cái đùi yêu tiên à? Đấy. Bẻ thôi. Ông ở trên cái này. Bé thì ông lớn công lớn nhất, ông có bắt cầm một cái chắc không ạ? Ông bắt cầm một cái chắc. Bây giờ bẻ là rất dài đấy nhỉ? Ui đấy, đâu xem à, ui ngon đấy nhỉ. Cầm cuộn dây đây đó. Đấy bà ăn đi. Đấy, bà với ông ngoại chưa giờ được ăn cá sấu. Cuộn dây ở đây ạ. Cuộn dây đây, đây cho bà đây này. Cuộn dây, cuộn dây. Mình lắm lắm lắm. Cháu hôm nay thằng cháu Tú nó cho nhờ với thằng Phúc cho nhiều thả tế quá cay. Bấm lên là gần nửa cân ớt thì đéo đã cay và không lúc cả một ngày nào tôi hoan được đâu. Tôi bờ đít ông bà Vi Hốc đến đây là tạm dừng nhá. Bà trời tối rồi mà cay quá không ăn được đâu. Thế cả cháu ăn thì tao ngon nhưng mà cay quá bạn, mình ăn không ăn được. Ông thì không ăn được. Lần sau giúp nhá, không căn cứ được, không ai ăn được. Cay quá. Thôi được rồi. Món này là cũng cay quá thì ý ông ngoại là muốn tạm ngừng video để mà ông cầm một cốc bia thoải mái. Đúng rồi, thôi. Rượu tao muốn cay rồi, uống rượu bằng thế đã không ăn được. Quá rượu nhà thật. Thôi được rồi, thế thì khả năng là chào tất cả mọi người cái nhá. Chào mọi người nhá. Mọi người nhớ là hãy ủng hộ cho ông ngoại của mình subscribe, phải gọi là gì nhỉ, anh Phúc nhỉ? Nếu mà thấy video này hay thì hãy cho mình cho ông ba một like, một đăng ký kênh, một chia sẻ video để ủng hộ ông. Cảm ơn mọi người nhá. Và một subscribe. Rồi bye bye.